Nam em mặc áo dài trắng tinh khiết khiến Bạch Công Khanh mê say đắm. Nam em và Bạch Công Khanh vừa chia sẻ những hình ảnh đi quảng bá cho phim điện ảnh kinh dị Hai Nhà Không Bán ở Bình Dương. Lần này Nam em mặc áo dài trắng trang điểm nhẹ nhàng cực xinh khiến Bạch Công Khanh mơ mẩn. Điều đáng nói, Nam em liên tục đi cùng Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh là diễn viên ca sĩ quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ, anh chàng từng đã giành giải quán quân gương mặt thân quen. Sau đó Bạch Công Khanh làm MC cho các chương trình phát sóng trên VTV như Sàn Chiến Giọng Hát, Ca Sĩ Ẩn Danh, Năm Vòng Vàng Kỳ Ảo. Ngoài ra Bạch Công Khanh còn đóng phim VTV khác như Ngày Em Đến, Hoa Cúc Vàng Trong Bão. Sau khi đóng chung phim Nhà Không Bán, Nam em Bạch Công Khanh liên tục dành cho nhau những cử chỉ hành động thân thiết. Hai người vừa quay xong MV New Year With You, sau đó còn đi du lịch biểu diễn cùng nhau, luôn kè kè chẳng rời nửa bước. Được biết, trước khi bị soi có hàng loạt cử chỉ thân mật, Nam em và Bạch Công Khanh đều độc thân, không ở trong bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào. Vai diễn của Nam em trong phim Nhà Không Bán chiếm vị trí quan trọng của câu chuyện. Nữ diễn viên từng bị sốc trên phim trường khi đọc kỹ kịch bản. Ban đầu cô nghe đàn chị Việt Hương nói vai diễn rất dễ thương nên nghĩ mình được hóa thân vào vai tiểu thư gốc Bắc, nhưng chỉ sau vài cảnh nhẹ nhàng đẹp lung linh thì Nam em suốt ngày trong trạng thái tóc tai bê bết, hóa trang kinh dị, nhảy giếng ngâm mình trong giếng nước. Với diễn viên như Nam em, để nhập vai cô Trinh quá nhiều sức nặng và tâm lý, cô đã phải tập trung tối đa tinh thần. Người đẹp tiết lộ, có lần cô hàng hóa trang đóng vai ma thì một người làm kỹ thuật dựng hình 3D của đoàn phim đến xin chụp ảnh cùng. Vì hâm mộ Nam em ngoài đời nên sau khi có tấm ảnh kỷ niệm của người đẹp, anh chàng khen nước nở: "Em đẹp như một nữ thần", khiến cô vừa bất ngờ vừa buồn cười bởi vì bản thân cũng không dám soi gương trong clip đó. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút giải trí thật thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.